bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Hội hè miên man. Tác giả Ernest Hemingway. Bản dịch của Phan Triều Hải thuộc công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam thông qua Skiro Rice Agency. Giọng đọc Thái Hòa Nếu bạn may mắn được sống ở Paris trong tuổi thanh xuân, thì cho dù có đi đâu trong suốt đường đời còn lại, Paris vẫn ở trong bạn, bởi Paris là một cuộc hội hè miên man. Ernest Hemingway, thư cho một người bạn năm 1950 Lời tựa Vì những lý do cá nhân, nhiều địa điểm, nhiều nhân vật cùng các quan sát, các ấn tượng không được đưa vào sách. Có những điều thuộc về bí mật, nhưng cũng có những điều ai cũng biết, ai cũng viết và chắc hẳn sẽ còn được viết nhiều nữa. Trong cuốn sách này sẽ không có state Anatasi nơi võ đài đặt giữa vườn và dưới bóng cây là các võ sĩ quyền Anh hành nghề phục vụ bàn. Không có những buổi tập luyện với Larry Gaines cũng như những cuộc đấu vĩ đại kéo hàng 20 hiệp ở Sikadiver. Không có sự hiện diện của các chiến hữu Charles Sweeney, Bill Bert và Mike Strader cũng như Adri Mason và Mayer. Không có các chuyến đi xa đến tận rừng đen hay những chuyến thám hiểm trong ngày vào những khu rừng chúng tôi yêu thích quanh Paris. Thật tuyệt nếu tất cả được đề cập trong cuốn sách này, nhưng lúc này ta sẽ buộc phải không có chúng. Nếu muốn, người đọc có thể xem đây như một quyển tiểu thuyết, nhưng luôn có khả năng một quyển tiểu thuyết như thế có thể soi rõ hơn những điều ban đầu được viết ra như những sự việc có thật. Ernest Hemingway, San Francisco de Paula, Cuba, năm 1960. Hết lời tựa. Ghi chú. Ernest bắt đầu viết cuốn sách tại Cuba vào mùa thu năm 1957, sau đó viết tiếp vào mùa đông năm 1958 và 1959 ở Catram, Idaho. Tháng 4 năm 1959, khi chúng tôi đến Tây Ban Nha ông mang theo bản thảo và vào cuối thu năm ấy đem về lại Ketchum. Mùa xuân năm 1960, ông hoàn tất cuốn sách tại Cuba sau một thời gian tạm ngừng để viết quyển The Dangerous Summer nói về sự thù địch bạo lực giữa Antonio Odones và Luis Miguel Dominguez trên sân đấu bò Tây Ban Nha năm 1959. Mùa thu năm 1960, ông soát lại cuốn sách ở Ketram, tác phẩm nói về Paris giai đoạn 1921 đến 1926. M. H. Chú thích. M. H. tức là Mary Hemingway, vợ thứ tư của Ernest Hemingway. phần 1 một, một quán rất được trên quảng trường San Michel. Và thế rồi cũng đến lúc thời tiết trở nên tồi tệ. Nó tới trong đúng một ngày, vào lúc mùa thu vừa tàn. Ban đêm, chúng tôi đóng cửa sổ tránh mưa. Và ngoài kia, trên quảng trường Conchescapi, từng cơn gió lạnh tuốt sạch lá trên cành. Lá sũng nước, và mưa bị gió thổi tạt vào chiếc autobus màu xanh lá cây to đùng đậu trong bến. Và trong quán cà phê Amateurs, Ken đặt những người. Hơi nóng và khói thuốc, phả một làn sương dày lên cửa sổ. Cái quán buồn tẻ sập xệ ấy là nơi hứng chọn những tay say mềm ở quảng trường. Mùi người thiếu tắm và mùi say xỉn chua lét của họ khiến tôi phải chạy xa. Bọn đàn ông đàn bà thường lui tới quán Amateurs này thuộc diện say thường trực hoặc là say bất cứ khi nào họ còn tiền gọi đồ uống chủ yếu là rượu mà họ vẫn gọi từng nửa lít hay một lít có nhiều nhãn hiệu rượu khai vị lạ lẫm được tiếp thị nhưng không mấy ai có tiền mua trừ khi để làm bệ phóng cho những cốc rượu sau người ta gọi phụ nữ say xỉn là các private, con sâu rượu cái quán omaters là cái thùng phân nằm trên phố morphotat còn phố chợ hẹp, đông đúc, rất tuyệt, dẫn vào quảng trường Conchescapi. trong các ngôi nhà cũ kỹ, bên hồng cầu thang ở mỗi tầng là những nhà xí loại ngồi bệt, có đúc hai miếng xi măng hình chiếc giày cắt khía, trẽ thành góc để dân locator không trượt chân khi ngồi. chất thải tuôn thẳng xuống những thùng phân, rồi được bơm tống vào các thùng đặt trên xe ngựa kéo vào mỗi tối. chú thích locator nghĩa là người thuê nhà. Hết chú thích. Những ngày hè, có thể nghe tiếng bơm phân vào thùng cùng mùi xú uế nồng nặc. Dưới ánh trăng, những chiếc thùng sơn màu nâu và vàng nghệ do ngựa kéo cùng hệ thống trục gắn vào các bánh. Làm phận sự trên phố Cadino Le Monde, giống như tranh của Bach. Thế nhưng chẳng có ai làm vệ sinh cho quán ở Mater's và tỏ quy định luật phạt say nơi công cộng của quán vàng úa dính đầy cất ruồi, bẩn không khác gì đám khách quen mặt nặng mùi của nó. Toàn bộ nỗi buồn của thành phố, phút chốc ảo tới, khi những cơn mưa lạnh lẽo đầu tiên của mùa đông rơi xuống, và khi ta dạo bước, không còn thấy đâu nữa mái những ngôi nhà cao màu trắng, mà chỉ còn lại sự âm u ướt át của phố phường, cánh cửa đóng kín của những cửa hàng nhỏ, hiệu bán cây thuốc, quầy bán báo và văn phòng phẩm, nhà bà mụ đỡ đẻ, thầy lang vườn và cái khách sạn nơi ve từ giã cõi trần. Mà căn phòng tầng trên cùng là nơi tôi thuê để ngồi viết. Để lên đến tầng cao nhất, phải leo 6 hay 8 lượt cầu thang. Trời rất lạnh và tôi cần phải mua một nhúm cảnh con, ba túm đóm thông trẻ ngắn bằng nửa cây bút chì buộc thép để mồi lửa từ đám cảnh con ấy và một bó gỗ cứng đã xấy qua để đốt cho ấm phòng nhưng quá biết từng ấy thứ sẽ tốn tiền như thế nào thế nên tôi đi ngược phố nhìn lên những mái nhà trong mưa để ngắm các ống khói đang hoạt động và cách những làn khói tuôn nhưng tôi chẳng thấy khói đâu và bắt đầu nghĩ đến những ống khói đang lạnh lẽo hẳn không được ai cạo sạch rồi nghĩ căn phòng ấy thế nào cũng đầy ngập khói củi lửa phí phạm tiền bạc theo đó mà bị đốt cùng và tiếp tục đi trong mưa. Tôi đi xuống trường Henry Đệ Tứ, ngang qua nhà thờ cổ San Etienne du Mont và quảng trường Pontion đầy gió, rồi cắt ngang qua chỗ chú bên phải, luồn ra phía khuất gió trên đại lộ San Michel, và tiếp tục đi xuống qua Cluny và chỗ giao với đại lộ San Germain cho đến khi đến một quán rất được mà tôi biết nằm trên quảng trường San michel Đó là một quán ấm áp nhẹ nhàng, sạch sẽ và thân thiện. Tôi treo chiếc áo khoác cũ mềm lên giá cho khô, để chiếc mũ rách bươm bạc thách lên cái kệ phía trên băng ghế và gọi một tách cà phê ủ lế. Chú thích, cà phê ủ lế, cà phê sữa. Hết chú thích anh bồi đem cà phê đến và tôi lấy cuốn sổ cùng cây bút chì trong túi áo ra bắt đầu viết tôi viết về michigan và vì lúc này trời đầy gió đầy lạnh đầy hoang dại nên ngày trong chuyện đang viết cũng thế tôi đã trải qua bao ngày thu tàn của thỏi thơ ấu thỏi niên thiếu thỏi thanh niên và thường thì ngồi một nơi khác viết lại những chuyện như thế sẽ hay hơn nhiều tôi nghĩ đấy cũng như cách ta gieo trồng lại chính mình nó cần cho con người cũng như cho bất cứ gì đang phát triển. Nhưng bọn trẻ trong chuyện đang nhậu nhẹt say xưa, khiến tôi cũng khát khô họng, nên tôi gọi một room St. James. Trong ngày lạnh này, mùi vị rượu thơm ngon lạ lùng. Tôi tiếp tục viết, thấy thật dễ chịu và cảm nhận được dòng rum Martinique hảo hạng, ấm nóng chạy suốt qua cơ thể lẫn tinh thần một thiếu nữ bước vào đến ngồi một mình ở cái bàn bên cửa sổ. Nàng rất đẹp, khuôn mặt tươi mát như đồng xu bạc mới toanh, loại đồng xu trắng lớp phủ mịn màng, nước mưa không đậu lên được. Tóc nàng đen nhánh màu cánh quạ, cắt gọn gàng chéo ngang bên má. Tôi ngắm nàng và nàng làm xáo trộn sự bình yên trong tôi, khiến tôi vô cùng phấn khích. Tôi ước gì có thể đưa nàng vào chuyện, hay đưa nàng vào bất kỳ đâu. Nhưng nàng đã có nơi có trốn để có thể ngồi ngắm được con đường lẫn lối vào. Và tôi biết nàng đang chờ ai đó, nên tôi tiếp tục viết. Câu chuyện cứ thế tuôn ra và tôi đuổi theo một cách chật vật. Tôi gọi thêm một room San James và ngắm nàng mỗi khi ngẩng lên hay mỗi khi dùng đầu chuốt để gọt bút, nhả vào đĩa lót ly những xoắn dăm bào. Người đẹp ơi, ta gặp em và lúc này em thuộc về ta mặc cho em có đang chờ đợi ai kia hay ta sẽ không bao giờ còn gặp lại em nữa tôi nghĩ vậy em thuộc về ta cũng như cả paris này thuộc về ta cũng như ta thuộc về quyển sổ và cây bút này rồi tôi viết và càng viết tôi càng chìm đắm trong câu chuyện giờ thì tôi đang viết câu chuyện chứ không phải nó tự tuôn chảy nữa và tôi không ngẩng lên không ý thức được thời gian, không biết mình đang ở đâu, hay có gọi thêm ly room San James nào nữa không? Chưa cần nghĩ đến, tôi cũng đã hết nhu cầu uống San James. Rồi tôi cũng viết xong chuyện và kiệt sức. Tôi đọc lại đoạn cuối, ngẩng lên tìm cô gái, nhưng nàng không còn ở đó nữa. Hy vọng nàng gặp người tử tế, tôi nghĩ, nhưng tôi cảm thấy thật buồn. Tôi gấp quyển sổ lại, cho cái chuyện vào túi áo trong và gọi người phục vụ đem ra một tá hầu Portuguese cùng nửa bình rượu trắng. Thường mỗi khi viết xong, bao giờ tôi cũng có cảm giác trống rỗng, pha lẫn muộn phiền và sung sướng, như thể vừa qua một cuộc mây mưa. Và tôi biết, chắc đây là một cái chuyện rất hay, dù không thật rõ nó hay đến mức nào, cho đến khi đọc lại vào hôm sau khi nhấm nháp món hàu sực mùi biển và tanh tanh mùi kim loại đã bị rượu trắng ướp lạnh đánh bạt đi chỉ còn trở lại mùi biển và vị thịt hàu ngọt mịn và húp từng ngụm chất lỏng mát lạnh trong vỏ hàu đi cùng vị rượu tươi giói cũng là lúc cảm giác trống rỗng tan biến và tôi bắt đầu thấy vui vẻ hơn để lên các kế hoạch Giờ đã đến mùa của thời tiết xấu chúng tôi có thể rời paris một thời gian để đến một nơi nào đấy nơi thay vì mưa sẽ là tuyết rơi từ những tán thông phủ những con đường và triền đổi cao. Hay chúng tôi sẽ đến một miền cao nào đấy, nơi mỗi tối đi về dưới chân lại kéo kẹt tiếng băng. Dưới vùng Ly Gia Vòn, người ta có cho thuê một căn nhà gỗ rất tuyệt. Ở đó chúng tôi có thể đọc sách cùng nhau, đêm nằm bên nhau ấm áp trên giường, cửa sổ mở toang và bên ngoài sao trời vằng vặc. Đó là nơi chúng tôi có thể đến. Đi tàu vé hạng ba cũng không đắt lắm. Tiền ở cũng rẻ hơn nhiều so với Paris. Tôi sẽ trả phòng khách sạn dùng để ngồi viết và chỉ giữ lại căn phòng thuê bé tí ở số 74 Rue cardinal Tôi viết bài cho tờ báo ở Toronto và nhuận bút đã đến kỳ được nhật. Tôi có thể viết ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào và chúng tôi sẽ có tiền trang trải cho chuyến đi. Có lẽ khi xa Paris, tôi sẽ viết được về Paris. Cũng như ngồi ở Paris, tôi viết về Michigan. Tôi không biết như thế liệu có sớm quá không, vì tôi cũng chưa hiểu hết Paris. Nhưng lúc này, đó là cách tôi nhìn nhận sự việc. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ đi, một khi vợ tôi muốn. Và tôi giải quyết nốt món hào chiêu với rượu, và trả tiền, rồi theo lối ngắn nhất, lên một ta nhì. Santa Genoveva. Tôi đi trong mưa. Giờ đây, đấy chỉ là một kiểu thời tiết địa phương, chứ không thể làm thay đổi được đòi bạn. Để về căn phòng nằm trên đỉnh đồi. Ý ấy thật tuyệt, Chatty. Vợ tôi nói, khuôn mặt nàng thon nhẹ, mắt nàng và môi nàng cười sáng bừng như thể quyết định ấy là món quà quá đẹp. Khi nào chúng ta sẽ đi? bất cứ khi nào em muốn ôi em muốn ngay bây giờ anh không biết sao thời tiết có lẽ sẽ sáng sủa và đẹp hơn khi chúng ta quay về trời trong và lạnh bao giờ cũng đẹp em cũng nghĩ thế nàng nói mà anh thật tuyệt khi nghĩ ra chúng mình sẽ đi Voi FM Ứng dụng sách nói chất lượng cao Kho sách nói lớn nhất Việt Nam Từ các tác giả sách bán chạy nhất Cùng nhiều thể loại nội dung khác Podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ Chi theo các hạng mục dễ tra cứu Và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.